Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của Lưu Việt Hùng Official. Ngày hôm nay thì Hùng mời tất cả mọi người cùng ngắm một trong những con đường ven biển rất là đẹp tại miền Nam California. Đường này có cái tên là đường Ocean. Mọi người thấy không? Xa xa kia là một bãi biển và đây là những ngôi nhà. Có thể nói đây là những ngôi nhà triệu đô, hàng triệu đô nằm sát ngay bên biển. Đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp luôn. Bên này là những ngôi nhà cũng rất là đẹp. Đẹp khủng khiếp luôn á, phải nói là rất là đẹp luôn, nhìn vào mắt thật là đẹp lắm. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, gió mát nhẹ nhẹ, nắng và thật là tuyệt vời để đi dạo, đi chơi. Ha. Ngoài kia thì có một cái chỗ để mình có thể ngồi. Ôi, những ngôi nhà đẹp lắm luôn, phải nói những ngôi nhà rất là đẹp luôn đó mọi người. Ngoài này thì cũng có một cái chỗ để cho chúng ta có thể ngồi nghỉ ngơi, nhưng mà đang có mấy người ngồi, chắc là Hùng không có ra đâu, Hùng chỉ đến đây thôi. Đẹp không? Là rất là tuyệt vời nha mọi người, hoa rất là đẹp. Gần biển hơn nữa. Đường sông được trang trí rất là đẹp ha. Cây cối. Đây. Đẹp không? Đẹp ha. Ôi là ba. Đây là con đường có tên là Ocean nha mọi người. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Những ngôi nhà ven biển, những nhà chắc cũng hàng chục triệu đô đó. Những cái nhà này chắc là hàng chục triệu đô. Ôi, dưới kia cũng có một cái park kìa. Ôi là la, đường xuống ở đâu ta. Mọi người thấy không, dưới kia cũng có một cái chỗ để. Ôi, đẹp quá hả. Tuyệt vời. Nắng vàng biển xanh. Quá trời đẹp luôn. Mình có đi xuống dưới kia không ta? Thiên nhiên thật là hữu tình. Đây, chúng ta đã tìm được đường xuống đây rồi. Đẹp quá. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Là la. Đường vòng đi ngược xuống dốc luôn, hú hồn. Vừa rồi Hùng đang ở trên kia, bây giờ thì Hùng đã xuống dưới này rồi. So beautiful. Mọi người nhìn này. Ôi, đẹp quá. Đẹp chịu không nổi luôn.
Ôi cuộc sống mến thương. Bây giờ ông đang ở trên kia, bây giờ ông đang xuống dưới này đây, mọi người thấy không? Này. Đó, biển đây. Đây là những ngôi nhà hướng ra biển. Wow, ở đây có những cái mỏm đá rất là đẹp luôn đó mọi người. Đây là một bờ biển dài. Một cảm giác thật là tuyệt vời. Đây là con đường mới đi xuống đấy mọi người. Đó, từ trên đó là có một con đường để cho mọi người đi xuống. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Lưu Việt Hùng nhé. Hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.